nguyên thủy chưa? Đây là một cái sự thật quá là xót xa. Hay nhìn cái cảnh mà đồng bào của chúng ta vạ vật trên đường về quê, trên những chiếc xe máy cà tàn, rồi vợ chồng con cái dắt díu nhau một cái chặng hành trình cả 2.000 cây số để tháo chạy về quê. Và chúng ta nhìn thấy đằng sau cái hình ảnh đó là những giấc mơ về một cái cuộc sống tươm tất đủ đầy hơn, chính thức khép lại với một hai cái ba lô, một chiếc xe. Chúng ta nhìn thấy cái giấc mơ đổi đời ở chốn thành thị xa hoa, đối với những con người này nó biến thành một cơn ác mộng. Và rồi đối với họ, cái quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh để sống và làm việc nhiều năm về trước, giờ đây là một cái sai lầm thảm hại. Liệu họ có nên quay trở lại hay không? Nhưng mà ngược lại, cũng trong những cái ngày tháng giãn cách rất là khó khăn này, thì chúng ta cũng bừng tỉnh và giật mình nhận ra một sự thật là dù chúng ta không được phép ra đường, thậm chí các bạn không sống ở thành phố Hồ Chí Minh, một cách nào đó chúng ta vẫn có thể tiếp tục học tập và làm việc được. Những người đã thích nghi và sống sót qua cái đợt giãn cách rất là khắc nghiệt này thì anh biết là cho tới thời điểm này rất nhiều bạn vẫn đang tất bật làm việc từ xa, vẫn học hành thi cử trong suốt 3-4 tháng vừa rồi, để rồi chúng ta bần thần tự hỏi mình là well, vậy liệu mình có thật sự cần phải chen chân lên thành phố, nhốt mình trong một cái căn nhà trọ chật hẹp ngột ngạt hay không? Sao mình không rời thành phố chật chội náo nức, nơi mà cái việc thở cũng làm ta lao lực, mơ những con đường xa làm anh thấy háo hức, muốn đưa em đi trốn đến cùng trời cuối đất và vẫn hoàn thành được deadline, vẫn meet được target, vẫn học hỏi được những cái nhận thức, những cái kỹ năng mới thông qua đường truyền kết nối internet. Well, tất cả những cái điều nó mở ra, những cái thử thách và những cơ hội về cái sự chuyển biến trong những ngày tháng vừa rồi, nó đưa tới chúng ta một cái câu hỏi, một cái trăn trở rất thú vị của thế hệ trẻ ngày hôm nay, đó là liệu đời sống nơi thành thị xô bồ và hoa lệ này có đáng không? Và câu trả lời của anh Quéo đó là có và không. Không, bởi vì thứ nhất, thẳng thắn đi các bạn, là chất lượng đời sống ở thành phố thực sự là rất thấp đối với người nghèo hoặc là những bạn trẻ mới lên thành phố để lập nghiệp. Các bạn có thể lang thang ra phố đi bộ, ra những cái trung tâm mua sắm sang chảnh để chụp được những cái pô hình rất là đẹp, rất là lung linh để post lên Facebook hoặc là Instagram. Nhưng thẳng thắn đi, nếu các bạn là sinh viên nghèo tỉnh lẻ, nếu các bạn tự lập ở thành phố và mới ra trường đi làm được khoảng 1-2 năm, thì mỗi ngày thường nhật của các bạn đó là một căn nhà trọ nhếch nhác, sống chồng lên nhau, là khói bụi, là kẹt xe, là những bữa cơm bình dân. Chưa kể là có khi ở khu tao sống, đó là giật túi sách, điện thoại, là đâm chém, là hút chích. Mà thành phố là nơi mà các bạn cũng có đủ các cái chiêu lừa gạt, trắng trợn. Có đúng không đã? Cho nên một lúc nào đó chúng ta phải nhìn ra được cái sự thật là cái nơi rực rỡ, sang trọng và xa hoa nhất cũng chính là nơi tồn tại cái điều kiện sống bẩn thỉu, tạm bợ và bần cùng nhất. Hoa lệ nó là vậy. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Thứ hai, đó là đời sống ở thành thị thì rất là đắt đỏ. Kiếm nhiều tiền hơn được gấp đôi, gấp ba, nhưng mà chi phí cuộc sống thì nó cao gấp 3, gấp 4. Dĩ nhiên là nếu dưới quê mà ba má các bạn rất giàu và gửi tiền lên liên tục thì các bạn mặc sức mà đốt ở trên thành phố. Một năm các bạn có thể dễ dàng đốt hết 7-8 xào ruộng như chơi. Nhưng nếu gia đình mình ở dưới quê cũng không có khá giả gì, và mình lên thành phố với cái mục tiêu và cái ước mơ để làm việc, để kiếm tiền và gửi và nuôi gia đình, thì thành thật đi, nó xót xa lắm nha các bạn. Gửi được đồng tiền về quê, nó đổi bằng sức khỏe, bằng mồ hôi nước mắt, có khi bằng máu. Có đúng không? Mỗi khi mà ba má của mình ở dưới quê lên thành phố để thăm con, thì chúng ta sẽ nghe một cái điệp khúc muôn thuở của mấy ông bà già là trời đất ơi, sao mà nó đắt dữ vậy con, mà cái thịt cá nó thiêu thúi vậy, rồi sao mày ăn được hả? Thôi 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 mày đừng nói nữa, thôi thôi không có tiết kiệm gì hết, tao lạy mày luôn á, thôi bây giờ để má về má đóng đồ vô ha, má gửi lên cho mày nghe, mày ăn cái thịt cái cá cho nó đàng hoàng đi con ơi, chứ mày ăn vậy rồi mày chết con ơi. Có đúng không? Ăn uống nhà cửa đã đắt đỏ rồi, nhưng mà tới lúc mà các bạn có con cái lo chuyện học hành cho tụi nó là tụi bay bạc đầu luôn, trăm ngàn thứ chi phí. Cho nên đến một lúc đó mình cũng phải nhìn thấy là đôi khi nó cũng không bằng, đó là thành thị cho mình 5 phần thì nó cũng vặt lại hết 7 phần. Và
Nếu mình không kiểm soát tốt được cái việc chi tiêu của mình và các bạn vướng vào vay tiêu dùng, nợ thẻ tín dụng hay là mua nhà trả góp, đúng không? Và một căn nhà quá là ngầu, quá là bự và cái khối tiền trả góp khủng khiếp, thì cái cuộc đời của các bạn kể từ ngày hôm đó sẽ là một chuỗi ngày cày cuốc đến vỡ cả mặt ra để vỗ béo cho ngân hàng, để đóng tiền trả góp, không ngóc đầu lên nổi. Và đó là khi mà những cái người thu nhập trung lưu đó thấy là cái giấc mơ đổi đời nó càng ngày càng xa. Có hay không? Thứ ba, tình người nó thành thị, nó chóng vánh, nó nhợt nhạt và nó xô bồ hơn nha các bạn. Ở dưới quê là từ làng trên xóm dưới quen mặt nhau hết, thuộc tên, gọi nhau ý ơi hết. À, con có nhớ dì Năm không? Dì Năm nè, dì Năm là má của con Tí hồi đó chơi với con Hoa mà nó ngồi học mẫu giáo chung với thằng em họ của mày đó. Trời, nhớ dì Năm hả? Cô dì Năm nhớ cái hồi mà mày còn cởi chuồng tắm mưa luôn á. Lên thành phố hả con? Thôi hôm nào ghé qua nhà dì Năm đi, qua nhà dì Năm chơi nghe. Trời, lâu ngày quá. Dưới quê nó vậy đó các bạn, chứ quê nhớ nhau hết rồi không? Cái tình làng nghĩa xóm nó sâu sắc hơn. Còn khi mình lên thành phố thì mình thuê nhà mà, có khi mình không biết ai ở cạnh nhà mình hết. Và rồi một năm có khi mình chỉ chào nhau 3 lần khi mà vô tình gặp trong thang máy. Và cái này cũng không phải là người ở thành phố họ ác hay là họ vô cảm, mà có khi chỉ vì họ bận rộn quá, cái nhịp sống nó nhanh quá, cho nên họ không có thời gian để quan tâm nữa. Và rồi lý do cuối cùng mà đời sống trên thành thị nó khắc nghiệt, đó là sau rất nhiều những ngày tháng nỗ lực, đến một khi nào đó các bạn bắt đầu có cho mình một cái công việc ổn định, thu nhập kha khá để mình lo cho gia đình mình, rồi có một cái điều kiện sống nó tươm tất hơn, ngon lành hơn, và rồi sao nữa, các bạn bắt đầu lờ mờ nhận ra là ủa, chả lẽ cuộc đời của mình bây giờ chỉ có đi kiếm tiền rồi sống qua ngày chờ qua đời, và mình đi làm mà cống hiến vì cái gì? Để mang lại nhiều lợi nhuận hơn, làm giàu cho những cái ông chủ tập đoàn giàu sụ mà mình chẳng hề quen biết à? Các bạn có bao giờ có cái cảm giác là mình lạc lõng và vô nghĩa giữa lòng thành phố chưa? Các bạn có tiền, có việc làm, có địa vị, nhưng mà mình không còn cảm nhận được cái mục đích và ý nghĩa trong cuộc đời của mình nữa. Có cảm giác đó không? Anh nói cái này là bởi vì anh dốc hết ruột gan ra chia sẻ với các bạn đó nha. Vì đó là cái trải nghiệm của anh. Ngày đó khi mà anh dọn đến sống ở một cái đô thị, khi mà anh đến học tập sống và ở lại làm việc ở Singapore, thì thật ra nó là một những cái siêu đô thị hàng đầu trên thế giới, đứng đầu ở châu Á, đúng không? Và rồi sau rất nhiều ngày tháng nỗ lực cố gắng thì anh vượt qua được ba cái thử thách đầu tiên. Thì anh có công việc, rồi có thu nhập, rồi anh ở trong một căn hộ cao cấp, đúng không? Rồi anh cũng được tôn trọng, rồi anh có được thẻ xanh, thẻ thường trú nhân, PR. Và nếu anh ở lại thêm khoảng 2 năm nữa là anh sẽ được nhập tịch, tức là mình có luôn quốc tịch của cái quốc gia có cái passport xịn nhất trên thế giới. Ngầu ha. Nhưng mà rồi cuối cùng anh quyết định rời Singapore để quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao? Là vì cái lý do thứ tư á. Ngày đó anh vẫn còn nhớ là có một cái buổi chiều, anh với bạn gái của anh sau khi bọn đi ăn tối xong á, thì bọn anh đi dạo dọc một cái bờ sông, là sông Kallang River ở bên Singapore. Rồi bọn anh ngồi xuống ở bên bờ sông đó và bọn anh trò chuyện với nhau. Và khi đó là khi bọn anh tự hỏi mình là bọn anh có muốn dành ra 30 năm nữa trong cuộc đời của mình, sức lực của mình, tài năng của mình để đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Singapore trở nên giàu đẹp, văn minh và thịnh vượng hơn hay không. Và điều đó sẽ làm cho bọn anh cảm thấy xúc động và cảm thấy tự hào tới mức nào. Thì lúc đó anh với bạn gái mình, cả hai bọn anh đều cảm thấy mắc cười. Và rồi sau đó một tháng thì bọn anh quyết định quay trở về Việt Nam để lập nghiệp. Ngày đó thì từ Singapore mà quay trở về thành phố Hồ Chí Minh, nó cũng giống như là từ thành phố Hồ Chí Minh các bạn quay trở về một cái tỉnh lẻ ở vùng sâu vùng xa vậy đó các bạn. Anh nói thiệt ha. Mà phải chi là được về vùng sâu vùng xa cho không khí trong lành, đời sống nó nhẹ nhàng đi? Không, về thành phố Hồ Chí Minh là quay trở về với khói bụi nè, kẹt xe nè, xô bồ, bát nháo, chụp giật. Rồi nó mắc mệt luôn á nghe.
Cho nên trong những ngày tháng đó, nếu có một lý do duy nhất mà anh đã quyết định quay về và quyết định ở lại không hối tiếc, có lẽ bởi vì đó là quê hương của mình các bạn. Nó nhếch nhác nhưng mà thương lắm. Nghe nó sến sến nhưng mà thiệt nó vậy. Hả không? Mình nhìn những con người đó cái mình thấy nó gần gũi, nó gắn với cả cái tuổi thơ của mình. Và rồi anh nói thiệt luôn là ngày hôm nay văn phòng của học viện, đúng không? Thì bọn anh có thể thuê một cái cao ốc nào đó sang trọng hơn, đẹp đẽ hơn, nhìn nó giống nước ngoài hơn. Nhưng mà không, ngày hôm nay cái văn phòng của học viện của bọn anh nó nằm trong một cái con hẻm nhỏ. Đối diện là một cái ông bán ve chai, suốt ngày ổng chửi lộn, ổng đập chát 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 chát. Rồi ở cuối nhà anh thì có một cái bà già giữ xe mà ngày xưa bán thuốc lá. Rồi ngay bên cạnh nhà là một cái chú tài xế xe container người Bắc. Và các bạn có biết không, tất cả những con người đó đã biết anh từ cái ngày anh còn cởi trùng tắm mưa. Bởi vì cái học viện ngày hôm nay thực ra nó là cái căn nhà thời thơ ấu của anh. Anh mua lại cái căn nhà đó và sửa nó thành cái học viện. Đối với cá nhân anh, nó là cả cái tuổi thơ của anh. Thì anh nghĩ đó gọi là quê hương hả? Cho nên là thẳng thắn nha các bạn, là khi nhìn ra điều này mình thấy là không nhất nhất là mình cứ phải đua đòi và kéo nhau ra để sống ở cái nơi phố thị hả? Lựa cho mình cái nơi mà nó mang lại cho các bạn và gia đình các bạn cái sự đủ đầy, bình an và hạnh phúc. Và hãy sống ở nơi mà mình có thể tạo ra những giá trị mà cá nhân mình cảm thấy rất là ý nghĩa và tự hào. Và chưa kể là cái điều tuyệt vời là gì? Là ngày hôm nay chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái đại dịch Covid nó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Để rồi những cái tập đoàn khổng lồ trên thế giới như là Facebook nè, rồi gần đây nữa là PwC, là một trong bốn cái tập đoàn kiểm toán lớn nhất trên thế giới. Và ngay cả học viện của ông Quéo, IP, cũng quyết định cho phép nhân viên của mình có thể làm việc từ xa đến trọn đời. Ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể kết nối và tạo ra giá trị và có được thu nhập của mình dù là các bạn đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Isn't it beautiful? Và rồi nói với nhau về chuyện đó xong thì các bạn có thể hỏi anh là: anh Trí, nếu vậy thì anh có hối tiếc về 6 năm mà anh đã sống, học tập và làm việc ở bên Singapore hay không? Và câu trả lời dĩ nhiên là không hề. Đó là cái điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cái thanh xuân của anh. Hiểu không? Trong quá trình trưởng thành của anh. It's beautiful. Cho nên tiếp theo là bốn lý do tại sao thành thị lại là một nơi tuyệt vời để sống, để trải nghiệm, để cảm nhận, để trưởng thành. It's beautiful. Thứ nhất, đó là giáo dục. Đây là lý do lớn nhất tại sao chúng ta muốn tìm đến những thành thị, có đúng không nè? Tất cả những cái bạn sinh viên tỉnh đổ xô về thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, tại sao? Chẳng phải là để vì mình đến đó để được học ở cái đại học B, đại học K, đại học F, right? Và ngày đó năm anh 17 tuổi thì khi mà anh đi qua bên Singapore, đúng không? Anh rời cái quê của mình là thành phố Hồ Chí Minh để sang cái chốn thành thị đó, thì dĩ nhiên là giáo dục. Nhưng mà cái điều tuyệt vời là không chỉ là anh được học ở trường đại học quốc gia Singapore, mà cái điều còn tuyệt vời hơn nữa là mình được học từ cái đất nước Singapore. À, mình được sống trong một cái môi trường của một cái đô thị, của một cái thành phố phát triển. Và lúc đó mình bắt đầu hiểu được là cái này gọi là hệ thống giao thông công cộng nè, cái này gọi là tàu điện ngầm nè, cái này gọi là cơ sở hạ tầng nè, cái này gọi là cách thức tổ chức xã hội sao cho nó chặt chẽ hơn, nó hiệu quả hơn, đúng không? Cái này gọi là dịch vụ y tế, cái này gọi là giáo dục đời sống. Hoặc đơn giản nhất, cái mà anh học được trong những ngày tháng anh sống ở Singapore, đó là cái này gọi là xếp hàng nè quý vị, cái này gọi là không được khạc nhổ nơi công cộng nè. Thì anh nghĩ đó là một cái điều rất tuyệt vời, nó mở mang cái tầm mắt của mình, cái nhận thức của mình, đúng không? Và rồi dĩ nhiên ở thời đó, ở khắp châu Á thì chỉ có Singapore là cái nơi mà anh đã có cái duyên để được gặp với những người thầy mà anh rất rất là kính trọng, như là Jim Rohn, Stephen Covey, Tony Robbins, Andrew Matthews, James Skinner, right? Những người mà đã chia sẻ cho anh tất cả những cái nhận thức, những cái kỹ năng mà ngày hôm nay anh mang nó trở về Việt Nam. Anh đã không thể biết là những thứ đó tồn tại nếu ngày đó anh không ở Singapore. Ok. Cho nên cái thứ nhất đó là giáo dục, không chỉ ở trong trường lớp, đúng không? Cái điều thứ hai mà chúng ta có thể mong đợi ở những cái đô thị lớn, đó gọi là opportunities, cơ hội. Có những cái công việc mà ngày nay chỉ có thể tìm thấy ở những cái trung tâm đô thị lớn,
đúng không đã? Không. À, nếu các bạn muốn tiếp xúc được với những cái dây chuyền sản xuất và những công nghệ ưu việt nhất, tiên tiến nhất, các bạn muốn được nghịch ngợm với những cái thiết bị tối tân hoặc là dấn thân vào những siêu dự án, thì các bạn chỉ có thể tìm thấy những thứ đó ở đô thị. Ngày đó khi mà ra trường á, thì cái cách duy nhất để một thằng nhóc mới vừa tốt nghiệp đại học như anh được nhận trực tiếp vào cái công ty vùng của cả châu Á Thái Bình Dương, đó là anh phải ở Singapore, thì cái cơ hội đó nó mới có, đúng không? Bởi vì Singapore là nơi mà rất nhiều những cái tập đoàn đa quốc gia họ đặt cái trụ sở vùng, gọi là regional headquarter, đúng không? Thì phải ở Singapore thì mình mới tìm thấy cái job đó, right? Và đó là cái cơ hội anh nghĩ rất là tuyệt vời, và anh rất là biết ơn đối với một thằng nhóc 21 tuổi, chân ướt chân ráo ra trường đi làm, bước vào đời. Trong vòng 15 tháng đầu tiên khi anh đi làm thì anh được đi công tác đến hầu hết những quốc gia Đông Nam Á, rồi anh được đến Nhật Bản, Thượng Hải, rồi Sri Lanka. Anh nghĩ đó là một cái cơ hội tuyệt vời mà trong những ngày tháng đó, mà có khi cho tới ngày hôm nay, chúng ta chỉ tìm thấy nó ở những đô thị lớn mà thôi. Cái thứ ba là những mối quan hệ xịn sò và chất. Hệ quả của hai cái lý do đầu tiên khiến cho những cái siêu đô thị nghiễm nhiên trở thành cái nơi cực kỳ cuốn hút đối với những người giỏi nhất, sáng tạo nhất, thú vị nhất, hoặc đơn giản là đẹp nhất. Nhớ nó. Trong 6 năm mà anh học làm việc ở Singapore thì anh nghĩ rất là may mắn là anh được gặp, anh được xây dựng những cái mối quan hệ bạn bè với những người rất là giỏi. Không đẹp bằng anh nhưng mà giỏi lắm. Không, anh có bạn người Việt Nam dĩ nhiên rồi, bạn người Singapore, Malaysia, người Hồng Kông, người Mỹ, đúng không? Và họ đều là những người rất là dễ thương, rất là ưu tú. Rồi ngày hôm nay sau khi anh ra trường được 15 năm rồi, mà nếu anh nhìn lại thì cái tài sản lớn nhất của anh trong những ngày tháng đó là bạn bè, là những mối quan hệ, đúng không? It's beautiful. Và rồi cái dễ thương nè, là trong tất cả những cái mối quan hệ mà mình xây dựng và kết nối được đó, thì đố các bạn cái mối quan hệ quan trọng nhất mà anh đã kết nối được trong những ngày tháng đó là với ai? Beautiful, các bạn đã đoán đúng rồi. Đó là kết nối với chính mình. Đây là lý do thứ tư. Bởi vì lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đúng là đời sống và công việc ở những siêu đô thị thì thật sự nó rất là cạnh tranh và khắc nghiệt. Nó áp lực hơn rất nhiều. Cái trường đại học mà anh học á, là cái trường đại học mà cái điều kiện rèn luyện, cơ hội nó cũng tỷ lệ thuận với áp lực và sự cạnh tranh rất là khắc nghiệt. Rồi môi trường làm việc ở Singapore anh nghĩ nó cũng áp lực và mong đợi cao hơn rất nhiều so với ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên nếu mà các bạn chịu được cái nhiệt đó, các bạn vượt qua được những cái áp lực, những cái thử thách đó, thì cái phần thưởng lớn nhất mà các bạn có bên cạnh tiền lương, tiền thưởng, đó là các bạn sẽ bắt đầu biết được cái bản lĩnh của mình thật sự nó ngầu tới mức nào. Điều mà anh tâm niệm trong lòng mình trong những ngày tháng anh rời Singapore và quay trở về Việt Nam, đó là với tất cả những cái trải nghiệm, những nhận thức, những kỹ năng mà anh tích lũy được trong 6 năm đó, cái bản lĩnh mà mình nuôi dưỡng được, thì dù anh có sống ở bất cứ nơi nào, anh tự tin là mình nhất định rồi sẽ có một cuộc sống sung túc, một sự nghiệp ấn tượng và ý nghĩa, và dĩ nhiên là sẽ xây dựng được những mối quan hệ sâu sắc và có giá trị. Và thẳng thắn là ngày hôm nay sau 15 năm anh quyết định quay trở về quê chăn vịt, trải qua không ít những cái thăng trầm và có những lúc thật sự rất là bế tắc và áp lực đến nghẹt thở luôn. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, anh nghĩ là anh đã khẳng định được cái niềm tin đó, cái sức mạnh của bản lĩnh tự thân của mình. Và trong suốt 15 năm đó thì anh chưa có một lần nào cảm thấy hối hận về quyết định về quê của anh cả. Cho nên đó là bốn điều mà anh nghĩ là rất là sâu sắc mà các bạn có thể tìm thấy và nên tìm thấy nó ở những cái đô thị lớn, đúng không? Vì vậy nếu có một điều có thể rút ra từ cái câu chuyện bỏ phố về quê của anh, đúng không? Đó là bốn điều mà anh muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ. Thứ nhất là đừng có ảo tưởng về chuyện lên thành phố là hạnh phúc dễ dàng, là dễ ăn, dễ thở. Thành phố chỉ là thiên đường hưởng thụ đối với những người giàu có, cả về bản lĩnh lẫn tiền bạc. Còn với những người còn lại thì nó là một phòng gym khổng lồ và khắc nghiệt nhất để học hỏi, để tôi luyện và để đào thải những người không đủ phẩm chất. Thứ hai là nếu lên thành phố thì cái mục đích lớn nhất không hẳn là kiếm tiền, mà điều quan trọng nhất đó là tìm kiếm cho mình cái điều kiện giáo dục tốt nhất, tiếp cận với những cái nhận thức, những cái kỹ năng hiện đại, sâu sắc, và rồi tìm kiếm cho mình những cơ hội tốt nhất và kết nối được với những con người giỏi nhất. Đó là cái điều
có giá trị mà các bạn phải tìm thấy được ở nơi phồn hoa đô hội. Còn tiền thì thành thật mà nói là ở bất cứ nơi nào mình đều có thể kiếm tiền được nha các bạn. Chỉ cần mình mang lại những cái giá trị sắc bén thì mình đều có thể kiếm tiền được hết. Nhất là trong cái thời đại internet, thời đại 4.0 này, thì các bạn ngồi ở nhà, các bạn vẫn có thể học hỏi, vẫn có thể tiếp cận được những kiến thức, kỹ năng và cơ hội. Thì cứ ở nhà luôn cho đỡ tốn tiền. Anh nói thiệt luôn á. Bởi vì nếu các bạn có thể kiếm được thu nhập theo chuẩn thành phố và các bạn tiêu xài theo mức giá ở thôn quê, cái đó là sướng nhất trên đời. Về góc độ tài chính, it's beautiful, right? Ha. Cái thứ ba là người nào đã tích lũy được cho mình cái bản lĩnh, có được kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm mà xây dựng cho mình những mối quan hệ, thì các bạn phải ý thức được là mình có được cho mình sự tự do. Khi đó các bạn muốn sống ở đâu cũng được hết, ném tới đâu các bạn cũng sống được và cũng thành công được hết. Và ngày hôm nay cái đại dịch Covid và giãn cách xã hội nó thúc đẩy cái quá trình số hóa quyết liệt và nhanh nhất trong lịch sử của nhân loại. Chỉ cần ngồi nhà có internet, ngày hôm nay các bạn có thể tiếp cận được với giáo dục, xây dựng được mối quan hệ và nắm bắt được cơ hội rất nhiều và rất đa dạng. Có thể không phải trong tất cả những ngành nghề và lĩnh vực, nhưng mà ngày càng nhiều hơn rất nhiều. Và chưa khi nào ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy cái gọi là location freedom, sự tự do về địa điểm lại trở nên rất là dễ dàng. Cho nên anh nói đây là thời đại của những digital nomad, là những người du mục của thời đại số. Cuối cùng, hạnh phúc suy cho cùng nó là thứ đến từ bên trong chứ không phải đến từ bên ngoài, và nó là một năng lực chứ không phải là kết quả. Hạnh phúc là cái năng lực thích nghi với môi trường sống, năng lực trân trọng những thứ mà mình đang có, năng lực để thấu hiểu bản thân một cách sâu sắc và phát triển bản lĩnh của mình một cách có định hướng, xây dựng được cho mình những mối quan hệ xã hội có ý nghĩa. Và khi đã có được cả 5 năng lực này rồi, các bạn có thể hạnh phúc ở bất cứ nơi nào. Anh mong là những cái chia sẻ của anh nó mở ra cho các bạn những cái góc nhìn và những lựa chọn mới mẻ hơn. Để thay vì lo âu nè, bế tắc nè, thì có khi các bạn sẽ tìm thấy được sự háo hức, sự quyết liệt ngay trong cái tình trạng khủng hoảng và dịch bệnh này, để rồi cùng nhau chúng ta vực dậy được cuộc sống, nền kinh tế, đúng không? Còn về phía bọn anh thì thành thật mà nói là bọn anh rất là háo hức nghe. Vì ngày hôm nay học viên của bọn anh có thể không cần bay vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc là quay trở về Việt Nam mà vẫn có thể tham gia được những khóa huấn luyện của anh. Rồi bọn anh vẫn có thể kết nối và hỗ trợ cho các bạn trực tuyến và thậm chí tạo ra được những cái trải nghiệm học cá nhân sâu sắc hơn cả những khóa huấn luyện tập thể mà bọn anh từng có trước đây. It's beautiful. Cho nên ngày hôm nay, dù các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở bất cứ vùng miền nào, thậm chí ở bất cứ quốc gia nào, thì các bạn đều có thể tham gia vào những lớp học cùng với anh để định hướng lại mục tiêu sự nghiệp cho mình với cái khóa học Lead Your Career, hoặc là tháo gỡ những cái khủng hoảng về tiền bạc, công việc, các mối quan hệ trước năm 30 tuổi với Quarter Life Crisis. Và các bạn có thể tìm thấy cái link ở trong description. Okay. Và rồi điều cuối cùng mà anh nghĩ là anh háo hức và muốn chia sẻ với các bạn, đó là kể từ thời điểm này trở đi, tất cả những giảng viên và những nhân viên trong học viện của bọn anh chính thức được tự do để có thể làm việc ở bất cứ tỉnh thành nào, ở bất cứ quốc gia nào. Và điều đó có nghĩa là ngày hôm nay anh có thể đến thăm các bạn từ Bắc chí Nam luôn. Anh có thể đi thăm học trò của anh ở Mỹ, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản. Và bọn anh có thể làm gương cho các bạn và cái thế hệ tiên phong mở ra cái kỷ nguyên của những kẻ du mục của thời đại số, the digital nomad, right? Cho nên là khi mà đường bay được nối lại thì anh sẽ bắt đầu bay. Ok, anh có thể đến thăm rất nhiều những cái vùng miền ở dọc chiều dài đất nước của mình, hoặc là đến những cái quốc gia mới mẻ nữa ha. Cho nên là khi mà anh đến thì anh sẽ báo trước với các bạn, và rồi biết đâu anh em chúng ta có thể gặp nhau để tay bắt mặt mừng, đúng không? Và cho tới ngày hôm đó thì anh và tập thể của tất cả những anh chị em học viện trong ekip cầu nguyện cho các bạn và cho tất cả những thành viên trong gia đình các bạn thật là nhiều sức khỏe, an toàn và thật là nhiều ý chí và sự nhiệt tình cho những ngày tháng sắp tới. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái chia sẻ của anh, và hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa trong một cái video clip, trong một cái buổi giảng, trong một cái khóa huấn luyện, hoặc trên đường phố. Và dù bằng cách nào đi chăng nữa, hãy nhớ là ngày hôm nay anh em chúng ta vẫn đang kết nối với nhau trong cái thời đại này, và xin được đồng hành cùng với nhau. Xin cảm ơn các bạn. Rồi, hết rồi đó. Còn biết làm gì tiếp theo chưa? Nhấn subscribe, nhấn like, nhấn cái chuông để nhận thông báo, và comment và chia sẻ cho anh góc nhìn và những nhận thức mới mẻ mà các bạn có được sau video clip này. Nhớ nha, chúng ta là một thế hệ hành động. Xin được đồng hành cùng với các bạn. Thank you.